Vâng, thưa quý vị, như vậy thì chốt phiên thứ sáu ngày hôm qua thì thị trường chứng khoán và đặc biệt là VN-Index lại quay đầu giảm điểm trở lại và có lúc giảm đến mốc 980 điểm. Tuy nhiên chốt phiên thì chỉ số này đang dừng lại ở mốc 982 điểm. Còn tại sàn Hà Nội thì không mấy thay đổi so với lại phiên giao dịch trước đó. Thanh khoản cũng có phần nào sụt giảm, đạt được khoảng 3.700 tỷ đồng trên cả hai sàn chính trong phiên giao dịch ngày hôm qua. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần bình luận cũng như tư vấn về thị trường của anh Nguyễn Văn Trung, trưởng phòng môi giới khách hàng cá nhân công ty chứng khoán Rồng Việt. Chào buổi sáng anh Trung. Nếu mà theo dõi diễn biến của thị trường trong phiên ngày hôm qua và trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh á, thì chúng ta thấy ra hàng loạt những cái cổ phiếu blue chips đều bị bán ra, bị giảm giá. Một vài những cái cổ phiếu tăng, tức là nhóm cổ phiếu tăng thì lại nghiêng nhiều về những cổ phiếu tầm nhỏ, tầm trung, cổ phiếu pennies. Như vậy thì thực ra rằng là các nhà đầu tư cảm thấy rằng là các cổ phiếu tầm trung nhỏ này có một cái cơ hội gì đó để giải ngân, hay là bởi vì họ không muốn đầu tư nhiều vào những cái cổ phiếu vốn hóa lớn mà hiện giờ họ chỉ muốn đang muốn giao dịch cầm chừng và cũng họ cũng đang muốn ở lại thị trường để mà quan sát thôi, nên là mới dẫn đến một cái diễn biến như vậy, thì quan điểm của anh như thế nào? Vâng, chào chị. Thì đối với thị trường trong tuần vừa qua thì nói chung là chút lại nóng, một tuần giảm điểm. Tuy nhiên thì như chị vừa trao đổi thì phần lớn là các cổ phiếu blue chip nó không có sự tăng giá tích cực, trong khi các nhóm Bentley thì nó lại tăng, có sự tăng giá nhẹ. Thì điều này thì nó cũng có nhiều cái nguyên nhân. Thì ví dụ như nguyên nhân nhất thì tôi đánh giá về rất nhất là về cái thanh khoản của thị trường. Ví dụ nếu mà chúng ta nhìn lại vào quý 1 năm 2018 á, thì khi đó thì chúng ta thấy rằng cái thanh khoản của thị trường lúc đó lên tới 90 ngàn tỷ, trong khi cái thanh khoản của thị trường trong cái quý 1 năm nay 2019 thì nó chỉ khoảng trung bình chung nó khoảng tầm 3.500 đến 4.000 tỷ thôi. Điều đó cho thấy là cái thanh khoản bị sụt giảm rất là nhiều. Và như vậy thì dòng tiền nó cũng không có tham gia mạnh vào thị trường, cho nên là cái nhóm Bentley một phần nào đó nó không có được dòng tiền thúc đẩy, nên nó không có sự tăng giá mạnh mẽ. Trong khi đó thì một phần nào đó thì các cái cổ phiếu blue chip thì trong năm nay thì cũng có sự phân hóa mạnh về cái triển vọng tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận. Thì phần lớn thì các nhóm này có khả năng được đánh giá là trong năm nay nó không có sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận, chẳng hạn như là nhóm ngân hàng chẳng hạn. Thì đa phần các chuyên gia đều đánh giá là năm nay triển vọng lợi nhuận năm nay sẽ có thể không có đạt được lợi nhuận, có thể không cao bằng 2018 đó, thì đó là một cái nguyên nhân. Còn đối với lại cái nhóm Bentley thì gần đây lại biến động tích cực, thì chúng ta thấy rằng các cái cổ phiếu Bentley phần lớn là tập trung vào cái nhóm cổ phiếu về bất động sản đó, mà trong khi thì thời gian gần đây cổ phiếu bất động các cái bên bất động sản chúng ta thấy rằng cái việc mà mua bán các nền đất các thứ thì tương đối là phát triển tốt, kể cả những bất động sản công nghiệp thì cũng có cái lợi thế về cho thuê nhiều hơn đối với lại nhờ cái hưởng lợi từ cái chiến tranh thương mại. Như vậy thì tóm lại là những cái cổ phiếu Bentley thuộc nhóm bất động sản thì nó đang có những cái triển vọng tích cực hơn, bởi vì khi mà doanh nghiệp mà bất động sản nóng lên thì các doanh nghiệp có thể bán được đất thì có thể có cái cải thiện về trong trung và hạn, thì có thể sẽ có cái nhiều cải thiện tích cực về doanh thu lợi nhuận, cho nên là đó là một cái yếu tố mà thị trường có thể là đang đặt kỳ vọng vào cổ phiếu Bentley. Và những cổ phiếu này thì nếu mà để mà đánh lên thì cũng có thể là không cần quá nhiều vốn như các cổ phiếu blue chip. Dễ giao dịch hơn đúng không anh? Và cũng tiếp tục nói về nhóm ngành thì chúng ta thấy rằng là hai cái nhóm ngành tâm điểm, có thể nói là tâm điểm của thị trường, là nhóm dầu khí, thì dầu khí đã tăng rất là nhiều phiên rồi. Và chúng ta thấy rõ ràng là có một cái sự đồng thuận, tức là từ cổ phiếu lớn như gas cũng như là những cổ phiếu nhỏ hơn quen thuộc BVD, BVS thì đều có một cái sự tăng điểm nói chung. Cổ phiếu dệt may thì chỉ trong phiên ngày hôm qua cũng như là một vài phiên gần đây thôi. Nhưng mà anh có cho rằng các nhà đầu tư có thể đặt niềm tin ở một cái trung dài hạn ở nhóm hai nhóm này nhiều hơn, chứ không phải là chỉ riêng là chỉ để lướt sóng trong một vài phiên thôi? Dạ, mà đối với lại cổ phiếu về dầu khí và dệt may á, thì theo tôi cho rằng thứ nhất là về đối với nhóm cổ phiếu dệt may, thì thực ra thì cái nhóm cổ phiếu dệt may nó đã tăng từ đầu năm cho đến giờ mà với một cái sự tăng trưởng rất là tốt. Hầu như là tôi thấy các cổ phiếu phần lớn đều tăng giá khoảng đâu đó 40-50% trở lên, thì thực ra đó là một cái mức tăng rất là ấn tượng tính từ đầu năm đến nay. Và tôi cho rằng là cái kết quả mà cái giá nó đạt được như vậy á, thì một phần nào đó là cái kết quả kinh doanh trong cái quý 1 này nó đã phản ánh vào giá rồi. Cho nên là trong cái ngắn hạn chẳng hạn thì tôi cho rằng là cũng không kỳ vọng nhiều lắm vào cái việc tăng giá của cái nhóm cổ phiếu này. Mà nhóm cổ phiếu này có lẽ cần một khoảng thời gian tích lũy thêm, thì sau đó và chờ đợi đến cái tình hình của kết quả kinh doanh quý 2 thì khi đó mới có thể nó có một cái đợt sóng mới. Tuy nhiên thì nhìn nhận về
chung và dài hạn thì các cái nhóm cổ phiếu thì dệt may cũng vẫn còn những cái triển vọng. Tuy nhiên là cái giá hiện tại nó đã phản ánh vào rồi, cho nên chúng ta cần nó điều chỉnh trở lại về vùng giá hợp lý thì chúng ta mới có thể xem xét mua. Thì khi đó cái cơ hội chúng ta đầu tư thành công nó sẽ tăng lên. Còn đối với lại cổ phiếu dầu khí thì nó cũng một phần nào đó cũng giống với lại cổ phiếu dệt may, là khi cái giá nó đã phản ánh vào những cái thông tin tốt á, nó đã phản ánh vào giá rồi, chẳng như là về cái giá dầu nó tăng. Tuy nhiên thì đối với cổ phiếu dầu khí đều thấy rằng cái lợi nhuận trong cái quý 1 này nó có thể nó có sự phân hóa, tức là sẽ có những cổ phiếu mà nó hồi phục trở lại cùng với lại giá dầu. Tuy nhiên cũng có những cổ phiếu nó sẽ cái lợi nhuận á, doanh thu lợi nhuận nó chưa kịp hồi phục theo với giá dầu. Cho nên là cái nhóm này có thể sẽ có sự phân hóa, tức là có một số cổ phiếu vẫn sẽ có cái triển vọng trong ngắn hạn, chẳng hạn như là ga chẳng hạn, hoặc là BVS, đó là những cổ phiếu mà được đánh giá có thể là lợi nhuận nó đang có sự hồi phục trở lại nhanh. Tuy nhiên một số những cổ phiếu còn lại nó có thể là cái kết quả kinh doanh trong quý 1 này có thể nó chưa có sự cải thiện nhiều, cho nên thì mà trong cái giá bây giờ đã tăng mạnh rồi, thì như vậy thì đối với nhóm cổ phiếu này thì mà cái triển vọng lợi nhuận nó không được khả quan lắm thì có thể tôi nghĩ hiện tại thì cũng chưa nên tham gia. Và nếu như nhà đầu tư thậm hiện tại mà tham gia thì nên quan tâm nhiều đến những cổ phiếu dầu khí mà nó có cái lợi nhuận nó tăng lên trong quý 1. Vâng, và chính xác như anh nói, chúng ta thấy rằng là cổ phiếu dệt may thì cũng tức là nó theo sóng, mặc dù là chúng ta nhìn chung thì là đã có một cái tỷ lệ tăng khá là nhiều từ đầu năm đến nay, nhưng mà rõ ràng là những cái cơn sóng nó chỉ tập trung vào một vài ba phiên mà các nhà đầu tư có thể thấy rất là rõ và giải ngân rất là mạnh vào hai nhóm cổ phiếu này. Và cũng hy vọng rằng là các nhà đầu tư sẽ có được những cái quan sát cũng như nghiên cứu kỹ hơn để mà đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn cho hai cái nhóm ngành này. Và chúng ta thấy rằng là trong tuần đầu tiên của tháng 4 vừa qua đó, thì thị trường dằn co, chúng ta nói về index đi, thì thị trường dằn co và ở cái mức điểm khoảng cách khá là xa. Ví dụ như là khi mà thị trường giảm thì giảm 4-5 điểm và tăng thì cũng tăng ở được đâu đó một cái mức như vậy, chứ không phải là một cái xu thế đi ngang. Thành ra đó là tháng 4 cũng như đầu tháng 5 thì chúng ta sẽ có những cái thời gian nghỉ lễ rất là nhiều. Như vậy thì anh dự đoán rằng là cái xu thế của thị trường trong những cái thời gian còn lại của tháng 4 cũng như là bước sang tháng 5 trung dài hạn hơn thì nó sẽ như thế nào? Thì đối với thị trường của ta thì gần đây trong 2-3 tuần gần đây thì đa phần chúng ta đều nhận thấy rằng thị trường nó đang biến động rất là dòng co quanh cái vùng khoảng 980 cho đến 1.000 điểm. Đó. Thì như vậy thì nếu mà tính từ đầu năm thì cái xu hướng thì chúng ta thấy là nó vẫn đang nằm trong một cái xu hướng gọi là tương đối là tích cực. Tuy nhiên thì trong cái thời ngắn hạn thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số này nó đang viên đất, nó đang đi ngang. Và thực sự trong khi mà đang đi ngang thì chúng ta cũng khó để mà chúng ta đưa ra được một cái kịch bản nào đó nó rõ ràng hơn trong thời gian tới. Cho nên thì với cái thị trường chung thì tôi đánh giá là nhà đầu tư vẫn nên quan sát về diễn biến của thị trường. Thì hiện tại nó đang có hai cái mốc quan trọng, nhất là mốc 1.000 điểm và cái mốc 980 điểm. Nếu như thị trường mà tăng lên trên 1.000 điểm thì đó là một cái cơ hội tốt để thị trường có thể tiếp tục bứt phá đi lên. Còn nếu như thị trường mà giảm xuống dưới 980 điểm thì đó là một cái tín hiệu cũng tương đối là tiêu cực. Nhà đầu tư cũng cần phải quan sát trong cái thời gian tới và xem cái thị trường nó biến động theo hướng nào để chúng ta hành động theo hướng đó. Còn hiện tại thị trường nó đang đi ngang thì chúng ta chưa thể nào xác định cái xu hướng nó rõ ràng được. Và tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái chỉ số VN30 là tập trung của những cái cổ phiếu blue chip thì hiện tại thì nó cũng chưa thật sự là tích cực đó, cho nên là phần lớn là chúng ta theo tôi thì nhà đầu tư nên quan sát thêm và giữ cái tỷ trọng giao dịch của mình ở mức an toàn, ví dụ như là 50% bằng tiền và 50% cổ phiếu. Và thị trường thì nó có sự phân hóa cho nên là tăng giảm thì nhà đầu tư vẫn có thể kỳ vọng một phần nào đó vào cái cổ phiếu penny trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn anh rất nhiều về những tư vấn về đầu tư vừa rồi cho các nhà đầu tư. Thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi cũng xin được phép khép lại chương trình Tin Sáng. Vừa rồi là những ý kiến phân tích về thị trường chứng khoán của anh Nguyễn Văn Trung, công ty chứng khoán Rồng Việt.